Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập số 1 sau khoa vật lý lớp 12 trang 107. Để bài hỏi như sau: mạch dao động là gì? Như lý thuyết chúng ta đã học, một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc với một tụ điện có điện dung C thành một mạch kín gọi là mạch dao động và được biểu diễn như hình 20.1B. Vậy thì cô có thể trả lời như sau: mạch dao động là mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm thành mạch kín. Cô có thể biểu diễn hình vẽ như sau. Tụ C, cuộn cảm L. Bài tập số 1 đến đây là kết thúc.